tuần bán một ngày mà bán hơn 20 ký cua, 7 ngày 7 món. Nên là cô chỉ có một cơ hội duy nhất trong tuần để ăn bánh canh cua. Đây là một trong những cái món mà chị Út bán đắt nhất. Ý tôi đắt ở đây là đắt khách đó nha. Chứ mà ăn cái tô bánh canh cua 300k xót xa lắm đó. Chị Út thì bán hàng dễ thương, được lòng mọi người khu chợ quận 11 này lắm nha. Xưa chị bán có 2 món thôi, là vì mọi người kêu là ăn hoài 2 món chán quá. Ê, chị chiều lòng nấu 7 ngày 7 món cho đã cái nư luôn. Ví dụ món nào cũng ngon thôi, cũng được rồi ăn chi. Cái cua gạch này cua thịt nha. Cái cua gạch cái thì 150, cua thịt thì 120. Ở đây thì một tô bình thường không cua sẽ có giá là 55k. Còn cái tô đầy đủ bao gồm huyết, giò, tôm, chả cá, thịt và cua thì sẽ có giá là 70k nha. Nước lèo ở đây được nấu với nấm và thịt cua xào nên có một cái vị rất là đậm đà và vừa miệng. Đặc biệt là do mỗi ngày bán mỗi món nên là nguyên liệu ở đây được chị chuẩn bị tươi mới hết á. Tôi thấy từ tôm tới chả cá là cực kỳ tươi và ngọt luôn. Bởi vậy là quyết định gọi thử một cái phần cua thịt. Con cua này có giá 120.